Hey, chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển cái định dạng thời gian trong MySQL từ năm tháng ngày sang ngày tháng năm ở trong PHP. Thì trong cái cơ sở dữ liệu mình đã tạo thêm một cái bảng tên là thời gian và có một cái dữ liệu ngày. Và khi in ra thì chúng ta sẽ được như thế này. Mình sẽ cho cái thời gian này ra. Để mình biết thời gian và mình lấy cái dữ liệu thời gian này ra. Thì các bạn thấy nó sẽ là ngược. Mình muốn chuyển lại ngày tháng mình như nào. Thì mình sẽ dùng một câu lệnh string được sao. Đầu tiên mình sẽ lấy cái giá cái biến này bỏ trong cái hàm này và mình sẽ cho cái tham mới. Cái tham mới này chính là cái biến mới này sẽ nó sẽ là nó sẽ chuyển đổi theo ngày tháng năm. Và mình sẽ đấy, tháng năm cảm ơn các bạn đã xem.